Hello, chào anh em, chào bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lên cho anh chị em cái dòng CP đảo chiều. Đấy, hàng rất là đẹp luôn anh em nhá. Hàng này là hàng mới anh em nhá. Đấy, hàng mới, hàng của Hàn Quốc anh em nhá. Dòng này anh em dùng thì cực kỳ là ok này. Hàng 63A CP đảo chiều. Hàng của Hàn Quốc anh em nhá. Đó, dòng này anh em dùng thì cực kỳ yên tâm và hàng rất là chất lượng anh em ơi. Hàng này là hàng mới 100%, có lẫy gài. Đấy. Hàng CP đảo chiều anh em nhé. Anh em dùng điện thì cần cái con đảo chiều này thì dùng rất là ok luôn. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến hotline của Phạm Huấn để được tư vấn nhé. CP Hàn đảo chiều anh em nhé. Hàng rất là đẹp luôn anh em ơi. Đây. Đấy, anh em quan sát này. Hàng mới 100%. Hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, có lẫy cài chiếc Hà Nội. Hàng rất là đẹp anh em ơi. Rồi, xin chào lại anh em ở video sau nhé.